Xin chào quý khách hàng. Thông thường thì quý khách hàng thường muốn tìm một chiếc xe chạy lướt nè, để chạy gia đình nè, phục vụ việc đi lại, và song song với đó là có thể kinh doanh, kiếm thêm một chút thu nhập ha. Đó là những cái yếu tố mà khách hàng thường đến Việt Hàng Yusuka để lựa chọn một chiếc xe. Thì hôm nay em Cường sẽ giới thiệu cho quý khách hàng một cặp Mazda 3 siêu lướt. Mazda 3 2023 bản Luxury. Thì đây em Cường đang có một cặp đây. So với việc Mazda 3 đang cạnh tranh rất là gắt gao với những cái mẫu xe phân khúc C giống như là Toyota Altis nè, Kia K3 nè, hoặc là Honda Civic, bù lại thì Mazda 3 lại có một cái nét riêng rất đẹp, rất trẻ trung. Với việc khách hàng có thể lựa chọn một chiếc xe mới hoàn toàn, thì bây giờ em Cường sẽ liệt kê ra những ưu điểm khi mà khách hàng mua một chiếc xe Mazda 3 2023 vừa mới qua sử dụng và cực kỳ trẻ ít. Xe cũ nhưng không cũ. Rượu cũ rượu ngon, còn xe cũ thì sao? Xe cũ thì vẫn tốt nếu như bạn tìm đúng địa chỉ uy tín. Với Mazda 3 2023, đây là chiếc xe chỉ vừa đi vài nghìn km thôi. Việt Hàn có một cặp song sinh, Mazda 3 trắng thì đi hơn 10.000 km, Mazda 3 màu xanh lại đi ít hơn, chỉ có hơn 5.000 km mà thôi. Với số km này thì chẳng khác nào bạn mua một chiếc xe mới. Thêm vào đó, xe đã được Việt Hàn kiểm định, đảm bảo không phải là xe chạy dịch vụ, không thủy kích, không đâm đụng, nên người mua hoàn toàn tin tưởng. Nước sơn xe còn mới, không trầy xước và chưa có dấu hiệu sơn sửa lại. Thiết kế cuốn hút. Mazda 3 2023 cực kỳ tỏa sáng và nổi bật khi đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc. Mẫu xe cuốn hút với những đường nét sống động, liên lạc đầy tinh tế, không tham quá nhiều chi tiết rườm rà, tạo nên một vẻ ngoài hiện đại và khác biệt số đông. Những ai thích sự tối giản nhưng vẫn thời trang thì mẫu xe này sẽ khá là thích hợp, đặc biệt với hai màu trắng và màu xanh rất là sang, không hề bị lỗi thời. Đầy đủ tiện nghi. Nội thất của Mazda 3 2023 đơn giản nhưng không kém phần hiện đại và hài hòa. Chất liệu da tối màu được sử dụng xuyên suốt trong khoang nội thất, mang đến sự hài hòa tổng thể. Mẫu sedan Nhật Bản này sở hữu màn hình cảm ứng 8.8 inch trên các bản Luxury và Premium cao cấp. Hỗ trợ các chuẩn kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto. Trong đó, hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp và trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Ở phiên bản cao cấp này thì Mazda 3 sử dụng điều hòa tự động hai vùng tích hợp cửa gió. Ngoài ra, còn có nút bấm khởi động, cặp gương tự động khi khóa cửa, gạt mưa tự động, phanh tay điện tử, ghế lái chỉnh điện và nhớ vị trí ghế, v.v. Xe được Việt Hàn Yuka cam kết chất lượng bằng văn bản. Những ai có nhu cầu sở hữu một chiếc xe Nhật thời trang, phục vụ di chuyển hàng ngày hoặc là chạy dịch vụ thì có thể yên tâm chọn Mazda 3 2023 đã qua sử dụng tại Việt Hàn Yuka. Khi quý khách hàng mua xe tại Việt Hàn Yusuka, rất là an tâm khi bên em bán xe ra lúc nào cũng cam kết 5 cam kết vàng, xe không bị đâm đụng, không bị thủy kích, động cơ và hộp số lúc nào cũng còn nguyên bản cả, số khung, số máy trùng khớp với đăng kiểm và đăng ký. Cái thứ năm, một cái rất là quan trọng đó chính là hồ sơ pháp lý hợp pháp, đủ điều kiện sang tên. Tất cả các xe khi mà về với Việt Hàn Yusuka thì đã được kiểm tra 230 hạng mục về xe. Sau đó là khi khách hàng mua xe, bên em sẽ tặng thay nhớt và lọc nhớt mới lần đầu trước khi bàn giao đến cho khách hàng. Xe sẽ được hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Hãy ghé Việt Hàn Yusuka liên hệ em Cường để được ưu đãi một mức giá tốt nhất.